Cuộc tấn công tên lửa trực tiếp của Iran và Israel gần đây đánh dấu sự thay đổi từ chiến tranh ủy nhiệm thường thấy, báo hiệu khả năng tên lửa đang mở rộng của Tehran. Theo CSIS, kho vũ khí của Iran bao gồm hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, với tầm bắn có thể dễ dàng vươn tới Israel. Quốc gia Hồi giáo hiện đang sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, thì không chỉ Israel gặp nguy hiểm mà cả lục địa nước Mỹ, đồng minh cực kỳ thân cận của họ cũng sẽ nằm trong tầm ngắm. Điều đáng lo ngại nhất với Israel và các đối tác phương Tây là chương trình không gian đang tiến triển của Iran có khả năng phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Với công nghệ nhiên liệu rắn và chuyên môn về tên lửa được củng cố nhờ hợp tác với Nga, Iran dường như đang tiến gần đến việc sở hữu ICBM. Những tiến bộ của Iran làm nổi bật mối đe dọa cấp bách đối với các quan chức quốc phòng Mỹ và Israel trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. Các đợt tấn công gần đây của Iran nhằm vào nhà nước Do Thái cho thấy quốc gia này đang tiến gần đến việc có được công nghệ cần thiết để triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Vào tháng 4 năm 2024, đánh dấu lần đầu tiên Tehran tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Tel Aviv khi phóng hơn 300 quả đạn các loại vào lãnh thổ của Israel. Trước đó, Iran thường sử dụng các nhóm vũ trang được hậu thuẫn trong khu vực để tiến hành các cuộc tấn công tương tự vì họ ở gần Israel hơn. Tuy nhiên, những cuộc tấn công trực tiếp của Tehran trong thời gian gần đây là minh chứng cho thấy kho tên lửa ngày càng lớn mạnh của nước này. Vào đầu tháng 11, Tehran được cho là đã gửi thông báo ngoại giao xác nhận việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự toàn diện chống lại Israel với các loại vũ khí mạnh hơn, bao gồm cả đầu đạn mới. Wall Street Journal ngày 3 tháng 11 dẫn lời một số quan chức thạo tin của Iran và Ai Cập cho biết Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáp trả Israel đầu đạn mạnh hơn và các loại vũ khí khác chưa từng được sử dụng trong hai cuộc tấn công trước đó. Một quan chức Ai Cập nói với WFJ rằng Tehran đã cảnh báo riêng với Cairo về kế hoạch phản ứng của họ đối với các cuộc không kích của Israel sẽ rất mạnh và phức tạp. Một quan chức của Iran giải thích họ đã mất 4 binh sĩ và một dân thường trong cuộc tập kích của Israel hôm 26 tháng 10 nên Iran không thể làm ngơ. Theo nguồn tin, lần đáp trả này, quân đội của Iran sẽ can thiệp sâu, hoàn toàn khác so với hai cuộc tấn công Israel trước đây của Tehran hồi tháng 4 và tháng 10. Quan chức này cho biết cuộc tấn công sẽ nhằm vào các địa điểm quân sự của Israel mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước và lãnh thổ Iraq có thể được sử dụng để phóng tên lửa. Rạng sáng ngày 26 tháng 10, khoảng 100 máy bay quân sự của Israel đã tham gia chiến dịch không kích Iran đáp trả cuộc tấn công của Tehran. Mặc dù Tehran khẳng định cuộc tập kích chỉ gây thiệt hại hạn chế, giới chức Israel và giới tình báo phương Tây nhận định chiến dịch không kích đã làm suy yếu đáng kể năng lực phòng không của Iran, đẩy Tehran vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hoặc không đáp trả và bị coi là yếu kém, hoặc đáp trả khi lá chắn phòng không bị hỏng nghiêm trọng. Một số nguồn tin cho hay, lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei đã quyết định và ra lệnh cho quân đội và lực lượng an ninh của nước này sẵn sàng đáp trả. Trang tin Axios nói rằng Tehran có thể cân nhắc tận dụng lực lượng ủy nhiệm của Iraq để thực hiện một cuộc tấn công đáp trả từ lãnh thổ của Iraq để tránh bị trả đũa. Trong khi đó, có thông tin Iran được cho là đã di chuyển các bệ phóng tên lửa, chuẩn bị cho hành động trả đũa. Iran đã thông báo hạn chế các chuyến bay dân sự trong không phận của mình từ 3 giờ 30 ngày 4 tháng 11 đến 19 giờ 30 ngày 6 tháng 11. Theo các nhà phân tích, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Iran chuẩn bị cho một hoạt động trên không quy mô lớn. Tuy nhiên, cơ quan hàng không dân dụng Iran đã bác bỏ thông tin trên. Người phát ngôn của cơ quan này cho biết thêm, Iran thậm chí đã xác định các đường bay mới tạm thời cho giờ bay cao điểm ở Trung Đông, với sự phối hợp của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran để các hãng hàng không sử dụng không phận Iran có kế hoạch giao thông hàng không tốt hơn. Theo báo cáo năm 2021 do Dự án Đe dọa Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS công bố, Iran sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với nhiều khả năng và tầm bắn khác nhau. Kho tên lửa hành trình của Tehran là nguy hiểm nhất vì chúng có thể bay với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và có thể đến với lãnh thổ Israel từ Iran trong vòng chưa đầy 15 phút. Các tên lửa nguy hiểm nhất do Iran chế tạo là các mẫu Sekin, K3 và 2 Qassem. Sekin là vũ khí tầm trung có khả năng mang tải trọng 700 kg và có thể bắn tới mục tiêu xa tới 2.500 km. K3 và 2 Qassem có tầm bắn lần lượt là 2.000 và 1.400 km. Hiện Tehran chưa sở hữu ICBM, loại vũ khí có tầm bắn xa hơn 5.500 km. Nhưng các chuyên gia tin tưởng rằng chương trình không gian của họ có thể đẩy nhanh quá trình phát triển loại tên lửa sát thương này vì các phương tiện phóng không gian và tên lửa đẩy thường giống hệt về công nghệ và các thành phần cần thiết để phóng ICBM.
nên Tehran có khả năng sử dụng chương trình không gian của mình để tiến gần hơn đến việc triển khai các loại tên lửa này. Theo các báo cáo của phương Tây, chương trình không gian của Iran từ lâu đã đóng vai trò là vỏ bọc cho việc phát triển và thử nghiệm các thành phần cho ICBM. Với việc Iran gửi tên lửa đến Nga để sử dụng chống lại Ukraine, Nga có thể đáp lại bằng cách cung cấp cho Iran các công cụ và kiến thức cần thiết để phát triển chương trình phóng không gian của nước này. Kết hợp với việc Iran gần đây tăng tốc sản xuất uranium làm giàu, khả năng phóng không gian sẽ đưa nước này tiến gần hơn đến việc triển khai vũ khí hạt nhân và có thể đe dọa đến lãnh thổ của Mỹ. Bước ngoặt trong nỗ lực của Iran nhằm có được công nghệ ICBM diễn ra vào năm 2020 khi quốc gia này phóng vệ tinh quân sự thành công đầu tiên NOR-1 được mang theo bằng tên lửa đẩy 3 tầng Kasset do nước này tự chế tạo. Vụ phóng đáng chú ý này cho thấy nhiên liệu rắn có tiềm năng nâng cao các thiết kế tên lửa trong tương lai của quốc gia này. Xây dựng các chương trình vũ khí trên diện rộng là ưu tiên hàng đầu của Iran. Khi Tehran đạt được những đột phá về công nghệ hạt nhân, chắc chắn họ sẽ đổ nguồn lực vào việc xây dựng một hệ thống phương tiện mang vũ khí hạt nhân có khả năng như ICBM. Chưa kể là phương Tây đứng ngồi không yên, lo Nga giúp Iran phát triển vũ khí. Nga đang xem xét tăng cường hỗ trợ quân sự cho Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này bằng những loại vũ khí tiên tiến hơn. Theo giới phân tích, quan hệ ngày càng thân thiết với Nga sẽ giúp Iran sở hữu nhiều vũ khí đủ sức đối phó nếu Israel tung đòn đáp trả. Chiến đấu cơ Su-35 là một ví dụ. Các máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo mà Iran cung cấp cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine có thể là đòn bẩy để Tehran có nhiều vũ khí mạnh hơn như tên lửa chống hạm hiện đại, hệ thống phòng không tiên tiến và máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-35 Flanker mà nước này đã mong đợi từ lâu. Iran đã đặt mua máy bay chiến đấu Su-35 và muốn có hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga để đối phó với tên lửa và lực lượng không quân vượt trội của Israel. Nếu tất cả các thỏa thuận trên được thực hiện thì điều này sẽ giúp tăng cường năng lực quân sự của Iran và các nhóm vũ trang mà Tehran hỗ trợ. Dustin Brown, chuyên gia về Nga và các tác chiến trên không tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RSI) cho rằng việc chuyển giao Su-35S của Nga cho Iran với số lượng lớn sẽ mất nhiều thời gian. Ngoài ra, còn các vấn đề liên quan đến đào tạo phi hành đoàn, nhân viên bảo trì, xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa thiết bị hỗ trợ mặt đất cần thiết vào vị trí. Không điều gì trong số này có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến các kế hoạch tấn công của Israel trong thời gian tới. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ trả đũa vụ Iran bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào nước này hôm 1 tháng 10. Kể từ đó, có một số báo cáo chưa được xác nhận cho biết Nga đã chuyển giao ít nhất một phi đội Su-35 và một số lượng không xác định tên lửa S-400 cho Tehran. Anton Madasov, học giả về chương trình Seri tại Viện Trung Đông cho rằng thỏa thuận mua bán trao đổi tiêm kích Su-35 giữa Nga và Iran có thể đã được giải quyết vì Nga đã chuyển giao máy bay huấn luyện JAC-130 cần thiết để đào tạo phi công chiến đấu cho Iran vào tháng 9 năm 2023. Su-35 sẽ cho phép Iran nâng cấp một phần lực lượng không quân già cỗi của nước này, vốn chưa nhận được máy bay chiến đấu mới kể từ đầu những năm 1990. Với tiêm kích đa nhiệm Su-35, Iran có thể tăng cường khả năng bảo vệ không phận của nước này. Mặc dù vậy, đây không phải là khí tài quân sự có khả năng thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Nhiều quốc gia vùng vịnh Ả Rập vẫn sở hữu máy bay chiến đấu tiên tiến hơn nhiều so với Iran. Do đó, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo có khả năng vẫn là phương tiện chính để Tehran thể hiện sức mạnh quân sự. Học giả Madasov thuộc Viện Trung Đông suy đoán thời điểm Nga bàn giao chiến đấu Su-35 cho Iran sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng về mặt kỹ thuật và nhiều yếu tố khác. Những đợt chuyển giao phương tiện và vũ khí như vậy có thể gây thách thức lớn cho các cuộc không kích của Israel hoặc Mỹ vào lãnh thổ Iran. Sau khi Iran tấn công trực tiếp Israel bằng một loạt tên lửa và máy bay không người lái hồi tháng 4 năm 2024, Israel đã đáp trả bằng cách phá hủy radar của hệ thống S-300 PMU-2 của Iran, một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất mà Iran mua của Nga. Học giả Madasov nhận định Nga khó có khả năng cung cấp cho Tehran hệ thống phòng không S-400 tiên tiến hơn vì nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không trong cuộc xung đột với Ukraine. Nga cần tất cả các hệ thống phòng không mà họ có thể huy động để bảo vệ các kho đạn dược khỏi các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời cho phép lực lượng không quân cung cấp các cuộc tấn công hỗ trợ, yểm trợ bộ binh trên tiền tuyến, ông Madasov nhấn mạnh. Ngay cả khi Nga quyết định cung cấp hệ thống S-400 cho Iran, chương trình đào tạo sẽ mất khoảng 5 tháng, có nghĩa là Iran sẽ không thể đưa chúng vào hoạt động cho đến mùa xuân của năm 2025.